Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Quốc Dũng sẽ trở lại bằng phần điểm tin Việt Nam, kính thưa quý vị. Tàu ngư dân Việt Nam bị tàu lạ tấn công. Theo thuyền trưởng Nguyễn Văn Mười kể lại sự việc, vào lúc 20 giờ ngày 11 tháng 3, ông Mười cùng 12 thuyền viên đang đánh bắt trên biển thì bị một chiếc tàu vỏ gỗ không rõ quốc tịch tấn công, nổ súng bắn xối xả về phía tàu của ông Mười. Trong lúc bỏ chạy, ông Trần Văn Định, thuyền viên trên tàu QNG96677TS, bị đạn bắn vào đầu, tử vong ngay trên tàu. Theo ông Mười, lúc bị tấn công, do quá hoảng loạn nên không ai xác định được đó là tàu nước nào, nhưng nhiều khả năng là của cướp biển. Sau 24 ngày hành trình, chiều ngày 4 tháng 4, tàu cá này đã về đến Lý Sơn và báo cáo sự việc với cơ quan chức năng Cộng sản, kính thưa quý vị. Cảnh báo hiện tượng người dân tộc thiểu số bị lừa đảo. Theo chính quyền Cộng sản tỉnh Bình Phước, thời gian qua, nhiều vụ việc có dấu hiệu lừa đảo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lợi dụng bà con nhẹ dạ cả tin, không biết chữ để dụ dỗ, lừa đảo, cầm cố đất, sang nhượng bán đất, bán điều non. Thậm chí có những trường hợp lợi dụng bà con không biết chữ, viết giấy mượn tiền 15 triệu đồng, nhưng kê lên đến 150 triệu đồng. Đặc biệt, vụ điều năm nay, trong năm 2017, do thời tiết bất thường, phần lớn đều mất mùa. Các hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ gặp khó khăn, nhất là vào mùa giáp hạt. Theo dự báo của chính quyền Cộng sản, việc cầm cố sang nhượng đất sẽ trở nên phức tạp và gia tăng trong thời gian tới nếu không có biện pháp cứng rắn đối với những vụ có dấu hiệu lừa đảo. Đê biển sạt lở nghiêm trọng, chính quyền Cộng sản nói bỏ tay. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cộng sản tỉnh Kiên Giang vừa cho biết, tình trạng sạt lở đê đang diễn ra ngày càng phức tạp nhưng chưa có giải pháp ngăn chặn hữu hiệu do nguồn vốn đầu tư khắc phục quá lớn, vượt khả năng của tỉnh này. Hiện, tuyến đê biển dài hơn 200 km từ Mũi Nai, thị xã Hà Tiên đến Tiều Dừa, huyện An Minh đã có 40 km bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của khoảng 250 hộ dân thuộc 4 huyện Kiên Lương, Hòn Đất, An Biên và An Minh. Nguyên nhân là do sóng biển xâm thực, mất rừng phòng hộ ven biển, đai rừng ven biển bị xói lở mạnh, nhất là vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa. Nổ súng thị quy thì bị bắt đền. Vào chiều 4 tháng 4, Công an Cộng sản thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Trần Văn Sung, sinh năm 1988, về hành vi tàn trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, do mâu thuẫn với nhân viên quán karaoke, Trung đã về nhà vác theo khẩu súng quân dụng, rồi nổ súng bắn vỡ cửa kính quán karaoke của anh Dương Mạnh Cường, sinh năm 1972. Theo nhân chứng, trong lúc đến quán karaoke của anh Dương Mạnh Cường để hát, Trung đã làm vỡ micro của quán. Khi tính tiền, nhân viên của quán đã bắt đền tiền làm vỡ micro. Nhưng Trung không đồng ý, nên giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Đến 3 giờ sáng 31 tháng 3, Dũng mang theo súng ngắn trở lại quán karaoke của anh Cường nổ súng, nã đạn vào trong, làm vỡ cửa kính rồi bỏ trốn. Cháy ký túc xá sinh viên đua nhau nhảy thoát thân. Vào chiều ngày 4 tháng 4, chính quyền Cộng sản tỉnh Khánh Hòa cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra vào lúc 1 giờ 45 sáng cùng ngày tại ký túc xá sinh viên Nha Trang. Công an Cộng sản thành phố Nha Trang đã lấy 2 camera an ninh đặt trong nhà xe để xác định thời điểm, nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn. Tuy nhiên, đang trong quá trình điều tra, chưa thể công bố thông tin chính xác. Theo chính quyền Cộng sản, vào thời điểm trên, lửa bốc cháy từ nhà để xe của ký túc xá sinh viên Nha Trang khiến hàng trăm sinh viên tại đây hoảng hốt và bỏ chạy tán loạn. Do lửa cháy từ nhà để xe nên có nhiều vật liệu là nhựa, lốp xe và xăng nên bốc khói nghi ngút từ tầng trệt lên đến tầng 4 khu A ký túc xá. Lực lượng cứu hỏa Cộng sản đã đến hiện trường và khống chế vụ cháy sau 1 giờ. Đến thời điểm này, đã xác định được 5 sinh viên bị thương đang được cấp cứu, hơn 30 xe máy cháy trơ khung, hàng chục xe máy hư hỏng. Theo chính quyền Cộng sản, do lửa bốc lên bất ngờ, khói nghi ngút nên nhiều sinh viên hoảng sợ chạy tán loạn. Nhiều sinh viên quá lo lắng đã nhảy từ lầu 2-3 của ký túc xá xuống đất, rất may chỉ bị thương nhẹ. Hiện ban quản lý ký túc xá đã sắp xếp khu cho các sinh viên sang tạm nghỉ ở khu B để đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý. Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết có 5 sinh viên được chuyển vào các khoa chuyên môn của bệnh viện trong đêm trong tình trạng bỏng, ngạt khói, chấn thương khớp gối do nhảy từ tầng cao xuống sân. Hiện các sinh viên không nguy hiểm tới tính mạng, kính thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới Hoa Kỳ và Việt Nam. Jenny và Quốc Dũng xin thân ái tạm biệt quý khán giả của đài truyền hình Việt Mỹ. Chúc quý vị có một ngày an lành và hạnh phúc. Thank you.